Đây là con âm ly Luxman LX32U. Đây, 32U đây. Dòng âm ly đèn nó thiết kế mạch BB với 8 bóng mắt song song với nhau. Thực ra thì về chất âm thì nó cũng giống như là single end thôi, nhưng mà nó quấn được lực hơn. Với lại nó trang bị cho anh em ta một cái cặp bre, đó là 12U thay vì 12X. Nó nói cái này, thằng mà mình hay đánh cái single end cho cái gain nó lớn. 12U thì gain nó hơi nhỏ nhưng mà tiếng hay. Đây, hàng của hãng còn thùng shop luôn. Giờ ta nghe nghe quan bản nhạc trước 15 nha. Sorry. Chạy không? Rồi, ok, chạy luôn. Nó có cái remote nữa luôn nè. Tăng nè, giảm nè. Nghe remote nè. Mình đang đánh cái này còn về 9.000. Chép mình cắt gần hết luôn rồi. Đang đánh có mặt tuôn default mình định này. Do cái điện thoại nó rớt, nó văng xuống đất, anh em thông cảm nha. Đây có thể tham khảo thêm, hàng đang sản xuất 2015 nên là nó cũng đã tối ưu hết rồi. Cái này mình tắt cái multi này, và cái này có thể là tắt mở. Rồi, catalog luôn, có thể là về tham khảo thông số kỹ thuật chơi chứ cũng chả biết để làm gì. Còn tiếng của Nhật hơi thua. Bó tay, ví dụ này bó tay. Chúng ta chơi bản sau 15 coi nhé. Cái này mình đang chơi trước 15. Nó trình diễn rất là tốt. Máy bóng L84 chơi tốt lắm. Đi vừa tàn ca, vết thương đau ngọt ngào. Dòng này nó lực lắm, lực tiếng. Hãy để tình ta bay cao. Và cuộc vui đã trở nên lừa dối, che giấu trên nụ môi những lời yêu quá tà tơi. Thà một lần đi cách xa nhau ngàn đời, cho lời này ngừng rơi, tiếng cười còn vương trên môi. Bà Lăng à. Môi vàng lên, nhan sắc chưa tàn mờ. Mai mốt sang cuộc vui, chẳng còn mong những ngọn từ đây. Ok, xin cảm ơn. Xong rồi, vậy tham khảo anh em vui nào có lựa chọn thì nên mua con này chơi cũng được. Giá tầm 45-50 gì đấy thì tham khảo thêm, tùy theo chất lượng của máy nha.